Xin chào quý ông bà cô chú đã quay trở lại với kênh máy ấm cô mang chó mèo Phương Cá. Ngày hôm nay á là Phương có nhận một cuộc điện thoại của anh Trọng Cà Mau á, là lúc đó là anh Trọng đang Cà Mau là đang đi Cần Thơ. Anh có liên hệ với Phương là nói có một chị gái là chỉ có hai bé chó mà chỉ ở thuê nhà trọ. Bây giờ là chủ nhà trọ người ta đuổi phải không em? Rồi sao họ đuổi em? Em không có tiền đóng, chủ nhà trọ người ta đuổi em. Con em á thì đang nằm ở cái đồng ở bên Phú á, nó bị bệnh thì nó rồi bây giờ em cũng còn khả năng nữa nên đưa qua cho chồng, chứ em thương lắm. Con em giờ khổ quá, giá em đâu có xe đi đâu, em mượn xe của ông ta á, rồi mượn luôn họ của chúng nó để gọi điện á. Chứ sáng có đúng 20.000 quá, chế uống nước có xe có xăng nữa, lát không biết tiền đâu về chứ không phải gì đâu. Rồi hai cái bé chó này sao? Em đi lượm chia chai, em nhặt tụi nó ở trong cái ấy á, em nuôi hồi lúc còn mà chưa mở mắt nữa đó, đến khi em nuôi lớn rồi á, bây giờ con em nó bệnh quá, nó bị ung thư gan á, nó đang nằm ở Di Đồng á, ung bú á, rồi em giờ khổ quá, với em thương tụi nó lắm chứ không phải. Là chủ nhà trọ là nó không cho em nuôi đúng không? Vậy là hiểu rồi, anh hiểu rồi, là như là bây giờ đó là con em bệnh đúng không, em không có tiền bạc để cho lo cho con em. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là không có đủ tiền để đóng tiền nhà trọ đúng không? Rồi bây giờ chủ nhà trọ nó đuổi em. Nó không chở nữa, không đúng không? Nữa. Rồi cho nên nó là bây giờ là em không có chỗ để nuôi hai cái chó này. Dạ. Đúng không? Dạ. Hình như là anh có nghe là ngủ mà em ở Tây Ninh luôn hả? Em ở mướn nhà trọ chung với cái chú Di Trai mà tùy mà anh chờ anh Trọng trở á. Đó không chú... là cái chỗ đó là em hiện tại em đang ở đâu? Đức Huệ Long An hả? Đức Huệ Long An. Rồi hồi sáng á là anh có nghe anh Trọng nói á là em đi từ Long An đi xuống tới Trảng Bàng cho nên rồi em mới điện cho anh Trọng. Đó là chủ nhà nó trong ngày nó lục dọn đi không thằng cơ ở của ông em mới nghỉ nằm nước, mấy chị tiền cửa có người ta kêu á là giờ về chủ nhà ngủ, con em có thì nó bệnh nặng lắm, thì nó bị ung thư gan, nó mới 2 tuổi mấy nè, chưa được 3 tuổi nữa, nhờ mấy chị vừa qua nó mới bị dập giật chứ em giật thì giật đâu có cho công ty không. Tháng phải mượn xe đưa cho nó đi chứ đâu có xe đâu mà chị. Rồi, okay. Xe này là của chú với trai á, chị trai mình thì chồng chở á. Thì là hồi sáng là anh Trọng anh có điện anh nói là anh nhờ anh Phu mang giùm hai bé chó này, anh Trọng anh đang bận đi ở Cần Thơ, công việc ở Cần Thơ á, anh có điện cho anh đó, thì bây giờ á là anh gặp được em ở đây rồi, như là chỗ anh em mình hẹn á, thì bây giờ là anh tiếp nhận hai bé chó này của em đúng không, là của anh là cái máy ấm Phu mang chó mèo Phương Cá đó, đúng không? Bây giờ là anh nhận hai bé chó này của em nha. Rồi bây giờ là cái xe này của em mượn luôn hả? Mượn luôn. Rồi giờ còn tiền đổ xăng không? Nãy uống nước hết 10.000 còn 10.000. Rồi ok, vậy em cho anh 10.000 hết luôn đi. Rồi. Cho luôn cái gì? Rồi cho em. Rồi còn này còn nhiêu? Còn này á là nãy cái chị kia chỉ cho nè. Là này là còn là hết luôn rồi đó. Còn 16.000. Nay sáng đổ xăng hết nhiêu rồi? Sáng là chú đó đổ xăng dùm để cho đi á, cái chú đi trai á. Vậy là này là còn 18.000 nha mọi người. Là 18.000 này là như là hết luôn rồi. Em gỡ anh mua đồ ăn cho tụi nhỏ nha. Dạ. Đúng không? 18.000 ok. Rồi. Rồi đã anh chiếu. Đó thì như quý ông bà cô chú xem clip là có nghe cái em bé gái này em trình bày đó. Đó bây giờ hoàn cảnh của em nó rất là khó khăn thế này thế nọ đó, rất là tội. Mà thôi thay vì bây giờ là Phương cũng mới được nhận sự hỗ trợ của một chị mạnh thường quân để mà phụ
cái tiền mua thực phẩm cho mấy bé đó là chị đó là chị Cẩm Phương Nguyễn nha, là Phương mới nhận của chị đó. Thì bây giờ là Phương xin trích ra 1 triệu, là chị đó mới gửi cho Phương 2 triệu để mà lo cho mấy bé, mua gạo cho mấy bé mấy ấm á. Bây giờ thì Phương cũng thấy hoàn cảnh của chị này nó cũng ngặt quá, con 2 tuổi giờ đang bị ung thư gan, điều trị ở bệnh viện Di Động. Mà cái tật hư như thế nào á thì mình cũng chưa xác minh được cụ thể, đúng không? Nhưng mà mình thấy được cái hoàn cảnh mà chị từ ở Long An chạy lên Trảng Bàng, thì bên Trọng bây giờ 2 bé chó, anh Trọng đi Cần Thơ rồi không có nhà tiếp nhận được, nên anh Trọng mới nhờ Phương. Thì chị đó từ Trảng Bàng chạy ngược về đây mà không biết đường luôn đó, cho nên là chị có hẹn hai người hẹn nhau ở đây để tiếp nhận 2 bé chó đó mọi người đó. Thôi bây giờ là Phương cũng xin em, nếu mà chị có coi clip em á thì em xin chị Cẩm Vân Nguyễn nha, là cho em chị mới hỗ trợ cho máy ấm của em 2 triệu á, em xin trích ra 1 triệu để mà gửi cho bé nó, chị này đi tiền xe, tiền xăng xe đi nha chị nha. Đó thì em sẽ gửi cho chị nha. Đó thì như hồi sáng này á là Phương á là mới nhận của Mạnh Thường Quân 2 triệu để mà mua tiền cho thức ăn cho mấy bé đó nè. Bây giờ đó là Phương sẽ trích ra 1 triệu là Phương gửi tặng cho chị, là như là cái 1 triệu này á là cho chị đổ xăng ăn uống, rồi nếu mà khó mua gì cho bé nó thì chị mua. Nói chung ra em á thì cũng không có giàu có gì, em cũng là máy ấm cứu hộ thôi, không cũng không giàu có gì, nhưng mà ngày hôm nay á Phương san sẻ qua cho chị sau khi nghe cái hoàn cảnh của chị nói trên YouTube này nè hả. Thì thôi để bây giờ là Phương sẽ gửi cho chị 1 triệu nha mọi người, để trích trong cái 2 triệu mà chị Cẩm Dân Nguyễn gửi cho máy ấm á, thì Phương sẽ trích ra 1 triệu để Phương gửi cho chị đi, để chị đi làm cái lộ phí cho chị mà chị đi. Chứ giờ trong túi còn có 18.000, 19.000 là Phương lấy luôn rồi. Phương lấy. Đó. Phương lấy luôn. Đây là 1 triệu nha chị ơi. Chị Cẩm Quân Nguyễn ơi, em xin trích 1 triệu này là trong 2 triệu chị gửi cho máy ấm của em á, để mà tặng lại cho bé này, cho chị này. Đó, để chị có cái lộ phí đi lên được. Đó, bây giờ chị nhận đi. Rồi, khoan. Đó, rồi chị nói chị cảm ơn chị Cẩm Phương Nguyễn nha. Dạ, em chân thành cảm ơn chị Cẩm Phương Nguyễn đã thương con đỡ hai bạn con nghe. Em chân thành cảm ơn là rất mấy ông dạ rồi ok. Rồi thôi giờ chị tranh thủ về trả xe cho ông ta, rồi chị đi lên thăm con chị nha. Dạ, rồi ok. Cảm ơn anh. Dạ. Đây này hai đứa luôn hả? Dạ hai đứa. Rồi ok. Ngoan lắm. Rồi để Phương trong ba nè, Phương mới đục lỗ nè mọi người. Đục lỗ cho hai đứa nó thở. Rồi có gì về Phương cui ra Phương cho mọi người xem nha. Đây hai bé nó nè mọi người. Đây con. Ngoan nha, về đây ở với ba nha. Nha. Đây là ở với ba nha con. Nhỏ ra đây con. Nhỏ. Về đây. Rồi. Thằng lớn Đức Hòa, thằng nhỏ Đức Huệ đi. Rồi xong. Rồi, thằng nào đục đâu? Đục trái hết luôn hả? Quay đít qua bà coi coi. Rồi, đứa Đức Hòa, đứa Đức Huệ đi. Đó, anh chị chú thấy không? Thì sau khi Phương đưa hai bé nó về tới máy ấm rồi đó, thì tại vì bây giờ là đang trong quá trình làm á mọi người, cho nên là nó vô bu lắm. Đó thì quý ông bà cô chú cũng thấy rồi đó, thì bây giờ là
không phải là cái gì, nhưng mà nhiều khi á là sau khi mà Phương nghe anh Trọng anh nói chuyện rồi, cái sẽ tới khi Phương gặp chị á, chị cái cách của chị nói chuyện á thì Phương cũng nói chung là mình đồng cảm, mà mình cũng không biết là người ta là thật hay là giả thôi, đúng không? Nhưng mà cái trước mắt á là mình nhận xét và đánh giá là cái chị này nó cũng là thật, tại qua cái cách nói chuyện của chị á là anh Trọng anh nói chị này cũng chỉ khờ lắm, nhưng nói chuyện nghe khờ. Mà Phương cũng công nhận là chị này nói chuyện khờ thiệt. Trong cái quá trình mà chị di chuyển từ Trảng Bàng về tới chợ Hóc Môn á, nãy là cái chỗ hồi nãy là Phương nhận hai cái chó là nghe chợ Hóc Môn, là chị nói chuyện là rất là khờ luôn á. Là nói chung ra là theo cái kiểu là nếu mà bất cái một người nào đó mà người ta mà nóng tánh đó nha, là chắc chắn người ta sẽ cập liền. Tại sao chị rất là khờ, mà cái cách chị nói chuyện nó nghe nó cọc lóc à. Đó thì Phương mới khi nghe chị nói về hoàn cảnh của chị á, là chị bị chủ nhà trọ đuổi luôn, rồi chị đi nhặt em trai mà giờ con chỉ bệnh ở bị ung thư gan ở bệnh viện Nhi Đồng á đó, không có tiền luôn, chị không có tiền, không có này nọ, chị mượn xe người ta, rồi cái chú về trai ở kế bên nó chú cho chị mượn xe, mượn điện thoại để mà đi đưa hai bé chó này đi đó. Nếu như mà một người mà thật sự người ta mà này nọ mọi người, thì người ta sẽ xách hai đứa chó đi bán luôn, chứ không có đem, không chứ không có mà chở từ Đức Hòa đi lên Tây Ninh, từ Tây Ninh chạy về tới Sài Gòn đó. Mà Phương chỉ nghe chị kể thôi, chị kể hoàn cảnh của chị thôi, chứ chị chưa có mở miệng là xin Phương 1.000 nữa nha. Đó thì sau khi mà Phương nghe cái chị nói chuyện á, thì Phương mới suy nghĩ rằng á là dù sao mình cũng đang khó khăn, mình cũng được cộng đồng quý ông bà cô chú thương giúp đỡ á, thì mình nghĩ thôi bây giờ mình cũng san sẻ cho chị một chút ít cái gọi là cái kinh phí đi. Đó thì Phương cũng vừa nhận được 2 triệu của chị Cẩm Vân Nguyễn á, gửi ủng hộ cho mấy ấm để mua gạo thức ăn cho mấy bé đó, thì Phương cũng chích ra 1 triệu để mà Phương gửi cho chị, để chị có cái chi phí đổ xăng ăn uống, hoặc là nếu mà trong 1 triệu đó có thể là về đóng tiền trọ cũng được đó, thì có thể thế này thế kia tùy chị thôi, đúng không? Thì Phương chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, mình khó khăn rồi có người khác khó khăn hơn mình khó khăn được người khác giúp đỡ, còn chị khó khăn thì chưa không ai giúp đỡ cho chị hết đó, cho nên đó là Phương mới chích cho 1 triệu đó Phương gửi cho chị đó. Thì Phương cũng xin phép chị Cẩm Vân Nguyễn, nếu mà chị có coi clip này của em á, trời con Chiến thôi đi đi con đó, chị có coi clip này của em á thì chị hiểu thông cảm giùm em nha, em cảm ơn chị rất là nhiều. Thôi bây giờ Phương cũng đưa 2 bé nó về rồi đó, thì Phương xin đóng vô lại ở đây. Phương xin cảm ơn mọi người, quý ông bà cô chú đã xem video, like và chia sẻ clip của Phương. Phương xin cảm ơn quý ông bà cô chú rất là nhiều. Bây giờ là Phương phải vô, Phương tranh thủ Phương phụ quý vợ làm nền cho mấy bé đó nha mọi người. Rồi sau khi làm nền xong chưa sạch sẽ, Phương sẽ quay cho mọi người xem. Tại giờ lu bu lắm, làm cũng ít có quay được nhiều cảnh nữa đó. Và Phương cũng sẵn thông báo luôn á, là Phương chuẩn bị có 2 chuyến đi nữa. 2 chuyến đi để đưa 2 bé chó đi đến cái nơi mà một bé là do Mạnh Thường Quân chỉ định, nhờ Phương đi giúp tại chị đó ở xa. Một bé là sau khi quý ông bà cô chú xem cái clip mà ở chùa Sóc Trăng á, sư chủ trì ở chùa Sóc Trăng á, chùa Quan Âm Phật Học á mọi người, đó cái chùa đó lớn lắm á đó, thì Phương sẽ cho bé Thầu Đỏ về với sư để cho sư chăm sóc bé nó, rồi sư nghe kinh kệ rồi đó, cho bé nó giảm bớt cái nghiệp chướng của bé đó. Ở kiếp trước á, kiếp trước thì không biết cái bé ăn ở làm sao, kiếp này bé đầu thai lên là một cái chó mà lại tật nguyền rồi bị đánh đập ngược đãi vậy đó, đó là đang trả cái nghiệp đó mọi người.
đó. Thì cho nên là bây giờ mình ở kiếp này ra mình được may mắn, mình làm người thì mình ráng mình làm việc thiện, mình tích đức đi, làm phước đi, tích đức đó. Mình làm việc thiện đi, mình đừng có làm cái chuyện ác, chuyện xấu đi, rồi sau này mình có giảng sanh, mình đi về cực lạc á, thì kiếp sau mình được đầu thai lên làm người tốt, việc tốt đó. Nếu mà mình đi không gặp phải những hoàn cảnh như là kiếp súc sinh bị hành hạ, giết mổ, ngược đãi thế này thế kia đó, cái Phương suy nghĩ đơn giản lắm đó, cho nên là Phương nghĩ sao Phương nói vậy thôi. Mong nếu mà có gì sai sót rồi mong quý ông bà cô chú hiểu và thông cảm cho Phương nha. Rồi Phương xin hẹn mọi người clip sau.